Anh em, hôm nay mình hướng dẫn anh em ghép iPhone 11 Pro Max này, cái AT&T này. Mình hướng dẫn cho anh em là cái anh em mà có cái sim trắng hay là sim Pro New quá, mình nhập sẵn cái MSI vô cái này, xong mình bỏ vô. Bỏ vô này. Mình bật cái controller này chứ roaming vô. Rồi sau đó là mình ghép bằng sim Pro New này nha. Cái này mình nhập sẵn mã rồi. Đó, Pro New 1.7 mình nhập sẵn mã AT&T luôn rồi. Rồi cái sim điện thoại của khách này. Mình nó khay sim ngược nên mình phải dán nha. Mình dán này, dán keo hai mặt cho chỗ này nha anh em. Đó, chính giữa cái sim này để cho nó tiếp xúc với mấy cái máu đồng này này. Rồi đây mình up lên này, đừng có dính sóng máu đồng cho chỗ này là được. Rồi bây giờ mình bỏ vô này, nếu mà cái sim này dày quá chịu khó mài trước nha, chứ không là nhét vô lại nó bể sim nữa nha anh em. Hơi dày rồi. À, như vậy là được nè. Và anh em coi nó auto này. Đây group Facebook mình nha, mời anh em vô chơi nha. Cái điều kiện là sim điện thoại là phải đăng ký 4G nha. Đó. Nó auto hoàn toàn nên mà ai muốn cho nó ấy là muốn nhanh là bật tắt máy bay là tự động nhảy nha. Sim này mình bán 80.000, ai làm cũng được qua mình là 150 nha anh em. Anh em phải bật luôn, bật dữ liệu di động, di chuyển vùng dữ liệu này không được tắt này. Khi nào có wifi xài wifi thôi, không ảnh hưởng gì hết. Bật chuyển vùng dữ liệu luôn nha. Em quên bật. Cái này group Facebook mình này, mời anh em vô chơi này. Nó tự động nó kích vô nha. Tức nào mà lên có chữ LTE trên này là ok. Nè, chữ LTE trên này nè, cái tên nhà mạng LTE là được. Còn máy này nhanh quá. Phím 1 để nạp tiền, bấm phím 2. Như vậy là xong, chúc anh em vui vẻ.